kênh Bonsai Thơ. Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã trở lại với kênh. Hôm nay kênh đến bể kiển của anh Phong Bình Tân, giao lưu một số loại giống mai nha cô chú anh chị. Cụ thể chúng ta đi gặp Phong nha. Chào anh Phong ơi. Dạ em chào anh Hòa. Dạ con xin kính chào các bác, các chú, anh chị em gần xa trên cả nước. Hôm nay con có về lô mai khoảng 11 cây, trong đó có 4 cây mai vàng, còn lại là tứ quý. Dạ. Xin giao lưu cùng các bác, các chú, anh chị em. Mong các bác, các chú, anh chị em xem, ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho con. Con xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại của con là 0906 000 774. Địa chỉ là xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Chương trình của con là bao phí cho các bác, các chú, anh chị em tới nhà hết. Thì con cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn các bác, các chú, anh chị em vừa qua thương tình ủng hộ chỗ bãi kiển con suốt thời gian qua. Thì con biết ơn và ghi ơn các bác, các chú, anh chị em điều đó. Hôm nay con để lên phục vụ cho các bác, các chú, anh chị em nữa. Đầu tiên là con xin vô cây số 1. Số 1 là một cây mai vàng. Rồi, mai vàng của chú anh chị ơi. Dạ, cây này là xuồng quý bà con. Đây, giới thiệu cho cô chú ha. Dạ. Con mai xù. Cây này có cốt cành lớn là xù, dưới gốc là nó xù hết trơn luôn nha quý bà con. Ở trên cốt cành thì nó cũng có xù. Đặc biệt cái này xù là đế đẹp nha quý bà con. Có đế ha. Dạ. Có đế. Nở cũ luôn. Hàng nói chung là cũng khá khá rồi chú anh chị. Dạ. Em này là mã số 1 quý cô chú anh chị ơi. Rồi con xin đưa thông số cho quý bà con tham khảo luôn. Rồi thông số luôn. Dạ hoành tại điểm này là 46 nha quý bà con. Rồi cảm ơn anh. Chiều cao là 117. 117. Dạ cái này nở củ đẹp nha quý bà con, xù nhiều luôn. Cốt cành có ha. Rồi mã số 1 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 7.500.000. Rồi ok, mã số 1 quý cô chú anh chị ơi. Rồi phụ đổi luôn cho ơi. Đổi luôn. Rồi chờ trong giây lát nha cô chú anh chị. Mã số 2. Số 2 cô chú ơi. Dạ tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là tứ quý nha quý bà con. Rồi chương trình em này là tứ quý số 2. Dạ cái này tứ quý mà cốt cành cũng đều nha quý bà con. Cái này việc là bonsai là con cắt trừ khai cho quý bà con. Cái này đế cũng rất đẹp nha quý bà con. Số 2 cô chú anh chị ơi, số 2. Cốt cành có ha. Đây cái thân nó quấn cũng khá lạ nha cô chú. Dạ. Đế cũng là rất đẹp luôn các bà con. Cái này mình cắt lùng xuống bonsai chút nữa, cắt lùng xuống chút nữa là rất đẹp của bà con ơi. Dạ cái này là cái bầu cát pha nha quý bà con, chứ không phải đất thịt nha quý bà con. Rồi cũng nói rõ luôn. Dạ con xin trình bày rõ với bà con biết là đất cát pha. Rồi con xin đo thông số cho quý bà con tham khảo. Rồi thông số luôn anh ơi. Dạ con đo con bỏ cây nhỏ ra đây. Dạ hoành tại vị trí này là 39 quý bà con ơi. Rồi ok anh. Chiều cao là 116. Rồi. Dạ cây tứ quý mã số 2 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 5 triệu đồng. Rồi ok, em này là tứ quý nha cô chú anh chị ơi. Tứ quý ha. Cây ở ngoài rất đẹp nữa bà con. Rồi ok, phụ đổi mấy anh ơi. Rồi chờ trong giây lát nha bà con. Rồi tiếp theo luôn cô chú ơi. Dạ tiếp theo là cũng là mai vàng nha quý bà con. Cái này cái mai vàng.
Cây này của cái clip trước đó, quý bà con ơi, nó còn lại 3 cây là con xin giao lưu lại luôn quý bà con ơi. Nếu mà được thì bà con có duyên thì con giao lưu luôn, không có. Còn nếu còn lại chắc con đem ra xa con ghép. Dạ. Yeah. Em này là mã số 3 nha cô chú chị. Mai vàng. Cây nó cũng lắc lượng nha quý bà con. À, cũng có đế. Đế cũng đẹp đều. Rồi, thông số luôn đây. Rồi, con xin đo thông số. Thông số luôn. Dạ, hoành tại vị trí này là 17 quý bà con ơi. Rồi. Chiều cao là 76. Ok. Dạ, mã số 3 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 800 ngàn. Rồi, 800 ngàn, phí ship miễn. Rồi, tiếp theo, chờ trong giây lát của chú chị ơi. Rồi, em này là số 4. Dạ, tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là tử quý nha quý bà con. Em này cũng khá cao nha cô chú anh chị. Số 4 nha. Cốt cành có ha. Đây, còn rõ nha. Số 4. Rồi, có xin ra thông số cho quý bà con. Rồi, thông số luôn ơi, thông số luôn. Dạ, hoàn tại vị trí này là 44 quý bà con ơi. Rồi, ok. Chiều cao hết thước với bà con ơi. Hết thước cô chú anh chị ơi. Dạ, mã số 4 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 4.200.000. Rồi, em này là 4.200.000. Mã số 4 tứ quý. Rồi, ok, mình đổi luôn mấy anh ơi. Rồi, chờ trong giây lát nha cô chú anh chị. Phía sau vẫn còn những cây tứ quý nha. Dạ, tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là mã vàng quý bà con ơi. Mã vàng. Trả lời chương trình là mã vàng nha cô chú anh chị. Thân nó cũng khá lắc ha. Nói chung mấy cây này nhỏ nhỏ chứ nó có duyên không nha quý bà con. Rồi, con xin đưa thông số cho quý bà con. Rồi, thông số luôn. Dạ, hoành tại vị trí này là 19 quý bà con ơi. Rồi, ok. Chiều cao là 80. Nhiều ạ. Để thử lại anh ơi. Dạ, chiều cao là 61 quý bà con ơi. Rồi, ok anh. Rồi, giá anh ơi. Dạ, mã số 5 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 900 ngàn. Rồi, em này là 900 ngàn. Rồi, mai vàng. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, ok. Dạ, tiếp theo là mã số 6. Số 6. Số 6 nha quý cô chú anh chị. Mai vàng ha. Thằng lắc giọng C. Mấy cái này quý bà con cho phong cao rồi để gì, còn không cho phong cao cắt lùn xuống cũng rất là đẹp nha quý bà con. Đó, nhắc lại cho cô chú ha. Mai vàng. Thằng lắc lượng. Cây này đế nó thú thú quý bà con ơi. Rồi, mình cho thông số luôn anh ơi. Thông số luôn quý cô chú ơi. Dạ, hoành tại vị trí này là 21 quý bà con ơi. Rồi. Chiều cao là 101 quý bà con ơi. Dạ, mã số 6 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 1.100.000. Rồi, ok, vậy là phụ đổi luôn mấy anh ơi. Chờ cây tiếp theo nha cô chú anh chị.
Rồi, cây tiếp theo cũng là một cây tứ quý. Dạ, tiếp theo cũng là cây tứ quý quý bà con ơi. Tứ quý của chú anh chị ơi. Chi cành có ha. Dạ, cây này thì nó cốt cành thì nó đẹp, đều đẹp nha quý bà con. Nhưng mà đế thì nó cũng được thôi chứ nó không được đẹp. Có đế nhưng mà nó được thôi. Có công ghế. À, cốt cành này rất là có duyên. Trời, nứt da hết rồi nè. Trên này chi nhiều á. Dạ, cốt cành này rất đều lực nha quý bà con. Chi nhiều của chú. Rồi, ok, mình cho thông số rồi, luôn đây. Con xin đo thông số cho quý bà con tham khảo luôn. Dạ, hoành tại vị trí này là 40 quý bà con ơi. Rồi, ok anh. Rồi, tiếp theo luôn. Dạ, chiều cao là 147. Rồi. Dạ, mã số 7 này con xin giao lưu với quý bà con là 3.500.000. Rồi, em này là 3.500.000 nha cô chú anh chị. Cốt cành có ha. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo luôn Sơn ơi. Rồi. Dạ, tiếp theo là mã số 6. Số 6. Ủa, số 8, xin lỗi quý bà con. Số 8. Em này chi cành khá dạ, nhiều. Dạ, cây này thì đặc biệt là... Quý bà con nếu mà chơi tàn thì để tứ ghim cũng được. Còn không ấy, giờ mình trực vô, mình ghép vô là Tết là đẹp nữa quý bà con. Đặc biệt cái này có bộ đế là rất là đẹp nha quý bà con. Quá trời, mấy cái chi trên này nè. Đầy đủ luôn. Đặc biệt đế cục cục lọn lọn mà đế đẹp và lực luôn nha quý bà con. Như cây dù. Đây, phía dưới này ăn tiền chỗ này đây. Để cắm rất là khéo. Cái này con không có khai đát sâu nha quý bà con. Rồi, con xin đưa thông số cho quý bà con tham khảo luôn. Rồi, thông số anh ơi. Dạ, hoành tại vị trí này là 36 nha quý bà con. Rồi, ok anh. Chiều cao là 134. Rồi. Cây rất đẹp, rất duyên nha quý bà con. Dạ, mã số 8 này còn xin giao lưu với quý bà con là giá 6 triệu đồng. Em này là 6 triệu đồng, mã số tứ quý nha bà con ơi. Ok. Rồi, ok, phụ đổi mấy anh ơi. Rồi, xuống luôn. Rồi, tiếp theo chờ trong giây lát nha cô chú anh chị. Ờ, cây này lớn ha. Dạ, tiếp theo là mã số 9. Mã rồi, số 9 cũng số là tứ quý quý bà con ơi. Số 9 bà con ơi. Em này là số 9 nha, xin nhắc lại với bà con là số 9. Cũng là tứ quý luôn anh. Dạ, cây này cái bệ đế cũng rất là đẹp luôn quý bà con. Tứ quý luôn. À, cái này nó có mặt cắt này là hồi đó chủ nhà nó lên hai thang chủ nhà đã cắt nha quý bà con, nó sành đá không nó kéo mép hết trơn nha quý bà con, nó không có bị ảnh hưởng gì nha quý bà con. Đây là kéo vô trơn chỗ này ha. Dạ, cây rất là khéo, cái này đẹp. Cây này nếu mà con chơi phong cao là ở chơi mình ghép vô mình chơi cái phong tàn dù luôn là đẹp luôn nha quý bà con. Tứ quý bà con ơi, xin nhắc lại.
Rồi con xin đo thông số cho quý bà con tham khảo luôn. Rồi thông số luôn đây. Dạ hoành tại vị trí này là 44 quý bà con ơi. Rồi 44. Ok. Chiều cao là 119. Rồi. Dạ cây mã số 9 cây tứ quý con xin giao lưu với quý bà con là giá 5.500.000. Rồi em này 5.500.000 phí ship miễn. Rồi đổi luôn. Rồi hạ luôn ơi. Trời trong giây lát nha cô chú anh chị. Rồi lên luôn. Dạ tiếp theo là mã số 10. Mã số 10. 10 là cây nguyệt quế quý bà con ơi. Nguyệt quế, nguyệt quế. Dạ cây nguyệt quế này cũng của clip rồi nha quý bà con. Nhưng mà cây này á, thì con nó có như vậy, con cũng xin trình bày cho quý bà con luôn. Có ông anh ông chốt trước, anh thử ra sau quý bà con điện cây này cũng rất nhiều nhưng mà con bán không được, bị có đã có người chốt rồi. Nhưng mà sau khi thời gian giao cây thì điện ảnh liên hệ anh tắt máy là điện không được cho quý bà con. Anh thử con giao lưu lại. Lưu lại. À, đợt này á quý bà con nào đợt rồi á điện á thì lên có thấy thì chốt lại giùm con thì con cảm ơn. Với cây này clip rồi là rất nhiều người hỏi cho quý bà con. Nhưng mà mình bán thì mình đã chốt rồi thì mình không có bán được. Khi giao hàng thì ảnh tắt máy điện hệ không được cho quý bà con. Thì nó có tình trạng vậy. Chỉ là trục trặc cái khâu cuối cùng. Dạ. Cây nguyệt quế bà con ơi. Rồi anh cho thông số luôn thôi. Dạ rồi con xin cho thông số cho quý bà con tham khảo. Cây này rất đều tàn, chi tàn đồ đẹp nghe quý bà con. Dạ hoành tại vị trí là 51 quý bà con ơi. Rồi ok. Chiều cao là 103. Rồi. Rồi cây nguyệt quế mã số 10 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 5.200.000. Rồi 5.200.000 phí ship miễn nha cô chú anh chị ơi. Ok. Rồi cây này cây cuối hay gì sao anh? Dạ còn cái cành thân quý bà con ơi. Thằng lớn. Dạ cái cành thân này con lên mà quay không được mà quý bà con chịu khó xem mình còn không quý bà con. Rồi khá lớn ha. Dạ khá lớn. Cái này cũng của clip rồi. Em này khá lớn nha. Dạ. Bà con. Cây này lớn nặng lắm quý bà con ơi. Cái này là con bao ship cho quý bà con là 200-300 km nha quý bà con. Chứ xa nữa thì phí thương lượng với cây này xa quá phí không chịu nổi, bi nó quá nặng. Nặng ha. Dạ. Bữa nay đây. Nó phúng ra tược ra non kéo nhựa phúng dữ lắm luôn quý bà con ơi. Để phía dưới nè. Đó. Cây này quý bà con về mình lên chậu để trong vòng 3 tháng là nó phúng ra là mình vô dây được quý bà con. Đây, phần để dưới nghe quý chú anh chị. Dạ. Đi vòng vòng cho bà con luôn tại nó lớn. Mới có một tuần mà tọt nó phúng lên nè, nhiều lắm rồi. Đây. Đế thì rất đẹp quý bà con ơi. Cũ nở luôn. À, đặc biệt bên đây thì nó có chỗ này nó lũa phần này nữa anh Hòa quay chỉ giùm quý bà con coi tham khảo luôn. Dạ. Đây quý bà con, đây bên đây nó lũa đây nghe quý bà con. Là lũa nhưng mà nó không mục nghe quý bà con. Con đã vệ sinh và đầu tra tha keo chắc keo hết trơn nghe quý bà con. Phần trên này với phần dưới này cũng cái lụa cái rễ này nó cũng lũa nghe quý bà con. Rồi dưới này có dạ, cái ha. Dạ, lý do lũa là cái mặt cắt này quá lớn nó kéo không kịp nghe quý bà con, nó kéo qua tới miếng đây rồi bên đây nó kéo không kịp thành thử nó bị lũa. Chứ nó không có mục gì hết. Chỗ này cô chú ơi. Dạ. Chỉ cho quý bà con coi cho nó rõ giùm con. Rồi ok, rồi anh cho thông số luôn không anh? Dạ rồi, con xin đo thông số cho quý bà con tham khảo luôn. Rồi tại vị trí này quý bà con, tại vị trí này là trên cao, bỏ lên cao quý bà con là 85. Rồi 85. Con bỏ lên rất là cao quý bà con. Chiều cao là 110.
110. À, con đó bỗng cái quành cái củ đặc cho quý bà con xem luôn. Dạ củ đặc nó là hết thước dây đó quý bà con. Rồi hết thước dây bà con ơi. Rồi ok anh. Rồi được rồi thì con giao lưu cái này là báo giá 12 triệu. Chứ này là con bao giao lưu là để rút vốn là giá 10 triệu quý bà con, bao ship quý bà con 200-300 km. Rồi ok, cây này là cây dạ cây mã số 11 cũng là mã số cuối cùng của con quý bà con ơi. 10 triệu ha. Rồi chào dạ. Bà con cái ơi. Ở cuối video này con cũng xin kính chào quý bà con và cũng xin kính chúc quý bà con và gia đình luôn được sức khỏe và phát tài, vạn sự được như ý. Con xin chân thành cảm ơn. Rồi tạm biệt anh Phong và hẹn gặp lại luôn. Cảm ơn bà con luôn. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ơi những video tiếp theo ha. Tạm biệt.